Chia tay 27 năm, Lâm Tâm như bất ngờ chạm trán Lâm Chí Dĩnh tại sự kiện. Trang Sohu đưa tin, chiều tối ngày 23 tháng 3, Lâm Tâm như xuất hiện tại một sự kiện quảng bá nhãn hàng tại thành phố Đài Bắc. Điều đáng nói, sự kiện lần này còn có sự góp mặt của Lâm Chí Dĩnh, bạn trai cũ của nữ diễn viên. Màn chạm trán bất ngờ này của hai người sau 27 năm chia tay nhận được sự quan tâm rất lớn từ netizen. Khác với hình dung về một buổi gặp gỡ gượng gạo, cả hai đều tỏ ra vô cùng thoải mái. Thậm chí, khi bị nhắc lại về danh xưng tình cũ của nhau, Lâm Chí Dĩnh trả lời, chuyện tình cảm ấy đã qua rồi. Lâm Tâm như còn vui vẻ nhấn mạnh thêm, hơn nữa chúng tôi không phải là tình cũ của nhau, mà là người yêu cũ của nhau đấy. Lời chia sẻ này của Lâm Tâm như nhanh chóng gây bão mạng xã hội, rất nhiều fan tỏ ra thích thú về mối quan hệ hiện tại của cặp đôi đình đám năm xưa. Năm 1995, Lâm Chí Dĩnh và Lâm Tâm như bắt đầu hẹn hò, cả hai trở thành cặp tiên đồng ngọc nữ của làng giải trí xứ Trung, nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả châu Á. Chỉ tiếc rằng một thời gian sau cặp đôi chia tay trong sự nuối tiếc của người hâm mộ. Cùng theo dõi Netbeat để cập nhật những tin tức mới nhất nhé.